Đại lý Madrid Pro September Vũ Xe Fix đã về. Đợt này thì có rất là nhiều cải tiến, nhất là bao bì được bọc thêm lớp ni lông để cho an toàn hơn này. Thứ hai, đùi đĩa thì sử dụng đùi đĩa 46T để cho nó nhẹ hơn, để các bạn skid nó dễ hơn này. Đấy là một vài cái cải tiến. Cải tiến nữa là trên mặt này này, nó sẽ có chống va đập này, chống làm xước khung này. Đó. Và thêm một cái nữa là cái mỗi một bộ phụ kiện sẽ được tặng một cái bơm này, một bộ lục giác ở trong này. Xem mở ra xem có chắp không. Bơm, lục giác và đầy đủ tặng thêm phụ kiện để cho các bạn lắp xe, bề đan và chắp đầy đủ hết. Bơm lục giác, đây là những cái món quà này là chúng ta, các bạn khi mà mua xe là đều được tặng, là chúng ta có thể tự lắp ráp. Đây muốn phụ kiện, đây là cải tiến rất là nhiều luôn. Đấy, giá thì cũng rất là tốt cho các đại lý đồ này, thì về nguyên công giá rất là tốt luôn, rất là nhiều xe nhá. Các đại lý, các anh chị mà có nhu cầu nhập xe thì nên là em Lương nhá. Mình cảm ơn mọi người.